Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3 thực hiện tính toán trên trang tính. Nội dung bài 3 gồm có sử dụng công thức để tính toán, nhập công thức, sử dụng địa chỉ trong công thức. Phần 1, sử dụng công thức để tính toán. Để tính toán được trong Excel, em cần phải biết một số ký hiệu phép toán thường dùng trong Excel. Ta có bảng ký hiệu sau đây. Đây là các phép toán, đây là ký hiệu toán học và đây là ký hiệu trong Excel. Đầu tiên là phép toán cộng. Chúng ta có dấu cộng, Excel cũng sẽ là dấu cộng. Ví dụ như là 13 cộng 5. Phép trừ, ký hiệu toán học là dấu trừ, ký hiệu Excel cũng là dấu trừ luôn. Ví dụ 21 trừ 7. Phép nhân, ký hiệu toán học là dấu ít. Và sau này em học sẽ là dấu chấm nữa. Nhưng mà ký hiệu trong Excel sẽ luôn luôn là dấu sao, dấu hoa thị như thế này. Ví dụ 3 x 5 em sẽ ghi là 3 dấu sao rồi số 5. Cách chia. Ký hiệu toán học là dấu hai chấm. Ký hiệu rồi sao là dấu xẹt, dấu xẹt phía bên này nha em. Dấu xẹt ngược lại là sai. Ví dụ 18 chia 2. Thì mình sẽ ghi 18 x 2, 18 phần 2 cũng ghi là 18 x 2 nha em tiếp theo phép nâng lũy thừa a mũ x với a là cơ số x là số mũ và dấu mũ trong excel là dấu ô như thế này dấu ô này nằm ở phím số 6 ở ngay chỗ bàn phím gọi chữ của em mà muốn nhấn dấu ô này thì em nhấn giữ shift và nhấn cái phím số 6 đó nó sẽ ra dấu ô ví dụ 6 mũ 2 mình sẽ ghi chứ mình sẽ ghi là 6 rồi dấu mũ rồi 2 thì đã sẽ hiểu là 6 mũ 2 tức là 6 nhân 6 đó. Phép tính cuối cùng, phép phần trăm, ký hiệu là dấu phần trăm. Ký hiệu trong Excel cũng là dấu phần trăm. Ví dụ, 6 phần trăm. Em ghi ra 6 phần trăm như thế này. Lưu ý, em chỉ sử dụng dấu ngoặc đơn, không sử dụng các loại dấu ngoặc khác. Dấu ngoặc đơn là dấu như thế này, và em chỉ sử dụng dấu này thôi. Em không sử dụng dấu ngoặc vuông hay là dấu ngoặc nhọn. Nếu em sử dụng dấu ngoặc khác, Excel không hiểu và sẽ báo lỗi. Và phép tính sẽ không thực hiện được. Ví dụ em hãy chuyển các biểu thức toán học sau đây sang dạng công thức trong Excel. Ta có các bài toán sau đây. A, B, C. Chúng ta sẽ có 3 bài toán này. Ở câu A chúng ta có phép toán 7 x 5 cộng 1 và theo bảng vừa nãy dấu nhân sẽ là dấu sao nên chúng ta sẽ chuyển đổi câu A thành 7 sao 5 cộng 7. Ở câu B. Ở câu B những dấu cần thay đổi. Dấu chia dấu nhân đây là dấu nhân có mở ngoặc trong toán học sẽ không điền dấu nhân ở đây nhưng mà trong Excel em không điền dấu nhân thì nó sẽ không hiểu đây là cái phép tính gì nên sẽ chuyển lại thành như sau 7 sạc 5 trừ 3 sao mở ngoặc 9 cộng 7 đúng không ạ câu C chúng ta có 8 trăm cộng với 9 trừ 8 tất cả chia cho 9 cộng 3 ở đây em chú ý cái phần này nó hơi bị khó nha bây giờ chúng ta sẽ chuyển như sau thì chính là 8 với ký hiệu phần trăm ở đằng sau cộng mẫu ạ. 9 trừ 8 đóng ngoặc. Bởi vì trên đây là một cụm tử số nên em phải đóng mở ngoặc lại chia mẫu ạ. 9 cộng 3 đóng ngoặc. 9 cộng 3 này là một cụm mẫu số. Nếu trên tử số hoặc mẫu số có một dãy phép toán thì em nhớ phải đóng mở ngoặc lại như thế này. Còn nếu em không đóng mở ngoặc thì phép toán của em sẽ sai. Nếu em thấy phần số mà trên đó là một dãy phép tính nào đó thì em cứ đóng mở ngoặc lại. Đó là ba ví dụ về phần công thức để tính toán. Em chú ý học kỹ cái bảng ký hiệu ở phần này. Phần này rất quan trọng vì trong Excel luôn luôn sử dụng công thức để tính toán mà ký hiệu tính toán của Excel em không nhớ thì em sẽ không thể thực hiện tính toán được. Chúng ta qua phần tiếp theo nhập công thức. Phần 2, nhập công thức. Các bước để nhập công thức vào ô tính. Bước 1, chọn ô cần nhập công thức. Bước 2, gõ dấu bằng. Bước 3, nhập công thức. Bước 4, nhấn Enter. Sau đây là video hướng dẫn phần nhập công thức. Video hướng dẫn thao tác nhập công thức vào ô tính. Ở đây có đề bài. Nhập công thức 8 x 5 vào ô C5. Bước 1 của nhập công thức, ta sẽ chọn ô cần nhập. Để yêu cầu nhập vào ô C5, em sẽ chọn ô C5. Bước 2 gọi dấu bằng. Bước 3 nhập công thức. Công thức yêu cầu là 8 x 5. 8 nhân dấu nhân là dấu sao. Bước 4 nhấn enter. Sau khi em nhập công thức xong, em sẽ thấy OC5 bây giờ đã hiện kết quả của công thức 8 x 5. Trên thanh công thức sẽ hiện công thức của phép tính đó. Sử dụng địa chỉ trong công thức. Ngoài việc sử dụng số để tính toán, em còn có thể sử dụng địa chỉ ô để tính toán. Và nhập công thức có chứa địa chỉ cũng tương tự như nhập các công thức thông thường. Em có thể sử dụng chuột để nhập địa chỉ của ô hay khối trong công thức. Ví dụ, trong ô A1 có dữ liệu số 12, ô B1 có dữ liệu là 8. Em tính trung bình cộng của nội dung hai ô A1 và B1 vào trong c 1 Trước khi tính toán thì em cần phải biết trung bình cộng tính như thế nào. Thì bây giờ công thức tính trung bình cộng chúng ta có bằng dấu 12 cộng 8 đóng ngoặc tất cả chia 2. Bây giờ em chú ý, vậy có công thức này số 12, số 12 nằm ở ô A1. Vậy khi sử dụng địa chỉ trong công thức, mình sẽ thế số 12 này bằng ô A1. Tương tự như vậy, số 8 nằm ở ô B1 nên mình sẽ thay số 8 bằng B1 suy ra chúng ta sẽ có công thức bằng mẫu ạ a 1 cộng b 1 tất cả chia 2 sau đây là video hướng dẫn em cách để nhập công thức vào ô tính video hướng dẫn sử dụng địa chỉ trong công thức như bài ví dụ hồi nãy ở đây cô có OA1 chứa số 12, OB1 chứa số 8. Bây giờ cô sẽ tính trung bình cộng của hai số này. Để tính trung bình cộng của hai số này, bước 1 cô sẽ chọn ô cần nhập, cô sẽ chọn ô C1, bước 2 gọi dấu bằng. Vì đây là tính trung bình cộng nên sẽ có tổng cộng lại nên mở ngoặc ra. Bước 3, em sẽ không gõ số 12 vào mà em bấm vào ô chứa số 12 đó, em bấm vào đây. Thì phía bên này nó sẽ tự động hiện cái địa chỉ ô cho em. Em có thể gõ trực tiếp từ bàn phím vô ô A1 nhưng mà em không cần phải làm như vậy Em chỉ cần lấy chuột em bấm vô là được rồi Là như vậy nó sẽ rất là nhanh Cộng Cộng 8 Thì em lấy chuột bấm vô ô có chữ số 8 là ô B1 Thì tự động ở phía bên công thức nó sẽ hiện luôn cho em cái địa chỉ ô đó Đóng ngoặc Chia 2 Cuối cùng nhấn Enter để kết thúc Đáp án ra 10 Đây, đây là 10 ha Bây giờ cô sẽ chơi biểu diễn cho em thấy sự khác biệt giữa mình sử dụng địa chỉ ô như thế này và công thức bình thường. Thì đầu tiên mình cũng cần có một cái công thức bình thường trước để cho em thấy được cái sự khác biệt đó. Bây giờ cô chọn ô D1, cô cũng tính trung bình cộng của A1 và B1. Nhưng thay vì như lúc nãy sử dụng địa chỉ ô, bây giờ sẽ sử dụng số bình thường. Em thấy hai cái số này y chang nhau. Nhưng mà nếu trong quá trình nhập cô phát hiện là cô nhập sai. Ví dụ như số 12 này cô nhập sai rồi, không phải là số 12 mà là số 5 chẳng hạn. Bây giờ cô sửa lại số 5. Em nhìn thấy kết quả ở phía bên ô được nhập bằng địa chỉ ô đã được tự động thay đổi thành 6.5. Còn bên ô có công thức bình thường bằng số thì kết quả vẫn không thay đổi do những con số này nó không thay đổi. Nên nếu em muốn thay đổi những cái ô này em phải vô trực tiếp sửa lại những cái kết quả phía trên này. Thì nó mới thay đổi kết quả cho em. Còn phía bên ô sử dụng địa chỉ ô trong công thức thì em có thể thay đổi số thoải mái. Chẳng hạn như số 8 em đổi thành số 9 thì kết quả nó sẽ tự động thay đổi theo. Cứ như vậy. Mỗi lần em thay đổi thì phía bên công thức này nó sẽ tự động nhảy số cho em Ngoài cái lợi thế này, phía bên sử dụng địa chỉ ô còn một lợi thế nữa cô sẽ giới thiệu cho em Ở đây cô sẽ gõ thêm một vài số vào để minh họa Bây giờ trên đây là công thức A1 cộng B1 chia 2 là tính trung bình cộng của chỉ OC1. Những ô phía bên dưới nếu cô muốn tính trung bình cộng như ô đầu tiên này Cô không cần phải gọi lại cái công thức đó Cô làm như sau Cô nhấn chuột phải Chọn copy Cô chọn hai cái ô mà chưa có công thức Cô nhấn chuột phải Chọn pass Rồi em thấy Đây ở vị trí oc C2 nó sẽ tự động đổi địa chỉ ô cho em Đây là A2, B2 tương ứng với hai ô này A3, B3 cũng là hai địa chỉ ô phía bên này. Và như lúc nãy nói, em có thể thay đổi số tùy ý và đáp án sẽ tự động thay đổi theo. Nhưng còn phía bên công thức sử dụng số này, nếu em cũng copy giống như vậy thì chuyện gì xảy ra? Cô cũng nhấn chuột phải, chọn copy. Cũng chọn hai ô chưa có công thức. Nhấn chuột phải. Ba. Em thấy là đáp án nó không thay đổi. Số cũng không thay đổi luôn tại vì đây là số cố định nên nó sẽ không thay đổi Có nghĩa là nếu mà em muốn tính công thức từ những ô này thì em sẽ phải tự động đổi số Cứ mỗi lần muốn tính thì em sẽ phải gõ lại hết Những con số này Đó là lợi thế của việc sử dụng địa chỉ trong công thức Nếu sử dụng địa chỉ trong công thức em sẽ làm bài rất nhanh Những bạn sử dụng công thức bình thường như thế này nếu đề bài có 10 cái công thức thì em sẽ phải gõ 10 lần và có khả năng là em sẽ sai ở giữa chừng chẳng hạn như em gọi nhầm số 8 ở đây thành số 7 thì tới lúc đó kết quả của em sẽ khác so với mấy bạn liền do em gõ quá nhiều và quá nhiều số ấy, có thể là làm em gói mắt nên sau này em sử dụng toàn bộ bằng địa chỉ ô hoặc địa chỉ khói có một số công thức sẽ yêu cầu sử dụng địa chỉ khói em sẽ sử dụng địa chỉ ô và địa chỉ khối để làm công thức nếu đó không phải là những số mà đề bài cho bên ngoài bài ba đến đây là kết thúc bài ba rất ngắn nhưng mà cũng rất quan trọng về cách em sử dụng địa chỉ ô khối trong công thức và các dấu ký hiệu của excel dùng để tính toán em học kỹ hai phần này sau đây là phần dặn dò dặn dò em học bài ghi bài đầy đủ làm bài tập về nhà chuẩn bị bài tập hành ba sau đây cô sẽ sửa các bài thực hành 1 và bài thực hành 2 cho em. Đầu tiên bài thực hành 1. bài 1 sách giáo khoa trang 14. Khởi động Excel và làm theo những yêu cầu của đề này. Bây giờ cô sẽ sửa từng câu 1 cho em. Câu đầu tiên. Câu A liệt kê các điểm giống nhau và khác nhau giữa màn hình Word với Excel. Ta có hai màn hình Word với Excel ở đây. Điểm giống nhau tên các giải lệnh. Và bạn chọn file. Đây, đây là tên các giải lệnh. Và bạn chọn file phía bên này. Em có thể liệt kê thêm nhiều điểm giống nhau nữa như là thanh tiêu đề và thanh trạng thái. Em có thể kể thêm, ở đây cô kể hai cái đặc trưng nhất. Tiếp theo là điểm khác nhau. Điểm khác nhau chúng ta sẽ chia ra hai bảng Word và Excel. Thế ở bên bảng Word, Word sẽ không có giải lệnh formula và data. Excel có formula và data. Formula và data nằm ở đây. Word có vùng soạn thảo, Excel có trang tính và thân công thức. Đây đây là vùng soạn thảo của Word. Còn nếu em kể thêm tên cột, tên hàng, ô tính thì những cái đó đều nằm trong trang tính hết Đây là những điểm khác nhau đặc trưng của Excel với Word, em có thể kể thêm nếu em nhìn thấy Câu B, mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong bảng chọn đó Thì cái này em chỉ cần mở bảng chọn và nhìn thôi Phần này em cũng không ghi vô tập C, kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bằng bàn phím quan sát sự thay đổi của các ô tên hàng ở cột bên trái và tên cột ở hàng trên cùng Ở đây cô chọn một ô ô B2 thì em nhìn lên tên cột và tên hàng em sẽ nhận thấy tên hàng và cột có màu đậm hơn những ô không được chọn Tiếp theo bài 2 sách giáo khoa trang 14 Đây là cái đề của bài 2 ha Đây là cái đề của bài 2 Sau đây cô sẽ sửa bài này trên Excel cho em Đây là bài yêu cầu Nhập dữ liệu tùy ý vào một ô trên trang tính, hãy dùng phím Enter để kết thúc việc nhập dữ liệu trong ô đó và quan sát ô được kích hoạt tiếp theo. Rồi đến đây, cô sẽ chọn một ô tùy ý, ô A1. Có dữ liệu. Và nhấn phím Enter. Em quan sát ô được kích hoạt tiếp theo. Ô được kích hoạt tiếp theo là ô nằm ở phía bên dưới của ô vừa được gõ dữ liệu. Đó là một ý nhớ. Lần tiếp theo đề yêu cầu nhập dữ liệu tùy ý vào một ô khác nhưng thực hiện một trong các thao tác sau đây sau khi gọi dữ liệu. Ở đây có bốn thao tác, cô sẽ thực hiện hết cả bốn thao tác này. Đầu tiên sẽ chọn một ô tùy ý khác, ô B4, cô gọi dữ liệu. Đề yêu cầu nhấn tab để kết thúc, cô sẽ nhấn tab. Em quan sát thấy bây giờ ô được chọn nằm ở phía bên tay phải của ô vừa nhập dữ liệu. Tiếp theo cô sẽ chọn một ô khác. Ô C3. Có nhập dữ liệu. Phần B đề yêu cầu nhấn phím mũi tên. Chúng ta có bốn phím mũi tên. Trên, dưới, trái, phải. Cô sẽ nhấn phím mũi tên. Phía trên. Em quan sát thấy bây giờ ô đang được chọn nằm ở phía trên của ô vừa được nhập dữ liệu. Tiếp theo cô chọn ô khác. Ô D2. phần C nhấn phím Escape bây giờ cô sẽ nhấn phím Escape em có thể quan sát bây giờ toàn bộ dữ liệu đã mất hết và ô này đang ở chế độ được chọn có nghĩa phím Escape này dùng để xóa dữ liệu đang được nhập cô sẽ nhập lại dữ liệu ô này ở phần D D yêu cầu nháy chuột vào một ô khác cô sẽ nháy vào ô E1 em quan sát thấy bây giờ ô E1 là ô đang được chọn và ô lúc nãy vẫn còn nguyên dữ liệu không bị mất như khi bấm phím Escape. Quan sát kết quả nhập dữ liệu và ô được kích hoạt tiếp theo rút ra kết luận về cách có thể kết thúc việc nhập dữ liệu vào một ô. Thế bây giờ em đã có thể rút ra được kết luận của việc kết thúc việc nhập dữ liệu vào một ô đó là gì? Đó là khi kết thúc việc nhập dữ liệu vào một ô, ta có thể nhấn phím Enter, phím Tab, phím mũi tên hoặc nháy chuột vào một ô khác nhưng không dùng phím ESC để kết thúc việc nhập dữ liệu. Vì phím này sẽ xóa dữ liệu đang nhập. Đó là kết luận của bài 2. Bài 3 sách giáo khoa trang 14. Bài này em nhập lại danh sách lớp em như hình. Họ tên em sẽ thay thế bằng các bạn trong lớp của mình. Nếu em không biết các bạn trong lớp thì em có thể sử dụng danh sách như đề bài. Sửa bài thực hình số 2. Bài 1. Tìm hiểu các thành phần chính của trang tính. Khởi động Excel nhận biết các thành phần chính trên trang tính ô, cột, hàng, hộp tên và thanh công thức. Phần này em chỉ cần quan sát, không cần ghi lại. Tiếp theo, nháy chuột để kích hoạt các ô khác nhau và quan sát sự thay đổi nội dung trong hộp tên. Phần này em sẽ quan sát và đưa ra nhận xét. Đầu tiên, cô có hình chọn ô A1. Ở hình đầu tiên, cô chọn ô A1 thì trên hộp tên hiển thị A1. Ở hình thứ hai cô chọn ô B4 trên hộp tên hiển thị B4. Ở hình thứ ba cô chọn C2 trên hộp tên hiển thị C2. Thì chúng ta có thể rút ra nhận xét. Hộp tên hiển thị địa chỉ của ô đang được chọn. Tiếp theo, nhập dữ liệu tùy ý của các ô và quan sát sự thay đổi nội dung trên thanh công thức. So sánh dữ liệu nội dung trong ô và trên thanh công thức. Ở đây cô nhập vào ô B1 ABCD và trên thanh công thức hiện nội dung là ABCD. Và chúng ta có thể đưa ra nhận xét nội dung trong ô và thanh công thức là giống nhau. Phần tiếp theo gõ bằng 5 cộng 7 vào một ô tùy ý và nhấn Enter. Chọn lại ô đó và so sánh nội dung dữ liệu trong ô và trên thanh công thức. Ô A1 đang được chọn. Ô này ban đầu cô đã gõ bằng 5 cộng 7 vào và chọn lại như đề yêu cầu. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát trên thanh công thức và ô tính. Tại ô tính, ô này hiện 12. Trên thanh công thức, ô này hiện bằng 5 cộng 7 như lúc ban đầu gõ thì chúng ta có thể như đưa ra nhận xét nội dung trong ô tính và thanh công thức khác nhau thanh công thức hiện công thức phép tính ô tính hiện kết quả của phép tính đó tiếp theo bài số 2 bài này thực hành chọn các đối tượng trên trang tính nên cô sẽ sửa bài này trên excel cho em đề bài yêu cầu thực hiện các thao tác sau quan sát kết quả và cho nhận xét ở đây có bốn thao tác đề bài yêu cầu sau khi thực hiện 4 thao tác này em quan sát kết quả và cho nhận xét về các thao tác đó thao tác 1 chọn một ô một cột một hàng và một khối trên trang tính quan sát sự thay đổi nội dung của hộp tên trong quá trình chọn đầu tiên là chọn một ô rồi à, có chọn ô C5 cột C hàng số 5 thì bây giờ quan sát hợp tên Hợp tên hiển thị địa chỉ của ô đó C5 tiếp theo chọn một hàng muốn chọn một hàng ta sẽ nháy chuột vào tên hàng đó hàng nằm ở đây Chọn hàng nào em sẽ nháy chuột vào tên hàng đó. Bây giờ cô chọn hàng số 7. Cô nháy vào số 7. Bây giờ tất cả các ô trong hàng số 7 đều được chọn. Em quan sát kỹ. Ô đầu tiên này màu trắng, tất cả những ô còn lại được tô xám hết. Bây giờ quan sát hộp tên, hộp tên hiển thị địa chỉ A7. A7 là ô đầu tiên trong hàng số 7 được chọn và là cái ô có màu trắng. Chọn một cột Muốn chọn một cột, ta nhấn chuột vào tên cột đó. Bây giờ cô muốn chọn cột C, cô sẽ nhấn chuột vào tên cột C. Cô bấm vào C để chọn cột C. Bây giờ em muốn quan sát. Cũng giống như khi chọn hàng, ô đầu tiên trong cột C được chọn có màu trắng, những ô còn lại có màu xám. Và bây giờ quan sát hộp tên. Hộp tên hiện C1. C1 là ô đầu tiên trong cột được chọn và ô có màu trắng. Tiếp theo, chọn một khối. Muốn chọn một khối, ta kéo thả chuột từ một ô góc đến ô ở góc đối diện hay nói đơn giản là kéo thả chuột từ ô đầu tiên đến ô cuối cùng trong khối đó bây giờ ô đầu tiên cô chọn là ô b 4 ô cuối cùng sẽ là ô d 7 nhớ là khi em chọn thì sẽ là dấu cộng màu trắng bây giờ tiếp tục quan sát ô đầu tiên trong khối b 4 d 7 này có màu trắng những ô còn lại có màu xám em quan sát học tên học tên hiện b 4 b 4 cũng là ô đầu tiên trong khối được chọn. Sau những hoàn sao có thể rút ra nhận xét là hợp tên chỉ hiển thị được một địa chỉ ô hàng khối thì thông thường đó là địa chỉ của ô đầu tiên trong khối cột hàng được chọn. Đó là nhận xét của thao tác đầu tiên. Thao tác tiếp theo, chọn cả ba cột ABC là chọn liên tục ba cột ABC này muốn chọn liên tục ba cột đầu tiên em chọn cột A kéo thả chuột đến cột C. Sau khi chọn ba cột này, ta sẽ quan sát và cho nhận xét. Theo quan sát thì ô đầu tiên trong ba cột này được chọn là ô A1 trên hộp tên hiển thị địa chỉ A1. Các cột được chọn đều được tô màu đen và đây trở thành một khối. Sau khi thực hiện thao tác chọn ba cột A, B, C, em có thể đưa ra nhận xét. Ba cột này bây giờ trở thành một khối. Thao tác tiếp theo Chọn một đối tượng Ô cột hàng tùy ý Nhấn giữ phím Ctrl Và chọn một đối tượng khác không liền kề Thao tác này được gọi là đồng thời chọn hai đối tượng không liền kề nhau Phần này ở phần bài học chọn các đối tượng trên trang tính Cô đã thực hiện thao tác này rồi Bây giờ cô sẽ thực hiện lại Nhấn giữ phím Ctrl Đó là chữ Ctrl Khi thực hiện thao tác thì nhớ tìm cái nút này dưới bàn phím trước bây giờ cô sẽ chọn một đối tượng nào đó cô sẽ chọn một khối đi khối B2 C4 sau đó nhấn Ctrl cô sẽ nhấn mà không buông Ctrl tiếp tục cô sẽ chọn đối tượng tiếp theo E3 OE3 cô vừa chọn xong khối B2 C4 và OE3 cô đang chọn cùng một lúc nhiều đối tượng không kê liền kề nhau ở trên hộp tên bây giờ hiện chỉ hiện E3 là cái ô cuối cùng cô vừa chọn em có thể có nhiều nhận xét về thao tác này nhưng mà có thể nhận xét đơn giản là muốn chọn nhiều đối tượng cùng lúc thì ta nhấn phím Ctrl thao tác tiếp theo nháy chuột ở hộp tên mà nhập nội dung B100 vào hộp tên nhấn Enter tương tự lần lượt nhập các nội dung sau đây vào hộp tên nhấn phím Enter sau mỗi lần nhập Phần này ở phần bài học khi đề cập tính hợp tên cô cũng đã nói về cái phần B100 này rồi. Bây giờ cô sẽ làm lại. Và bây giờ chúng ta thực hiện thao tác nhập B100 vào hộp tên. Đây. B100. Nhấn Enter. Sau khi đến OB100, đề yêu cầu tiếp tục tương tự nhập lần lượt các nội dung sau đây vào hộp tên. Nhấn phím Enter sau mỗi lần nhập A2.A, A2.C. 2.2, 2.4, B2, 2. D6. Trước khi làm những phần đó, cô sẽ quay về ban đầu trước. Cô sẽ gọi đây, OA1. đây là 1 Ô đang lựa chọn sẽ quay trở về O1. Tiếp tục chúng ta sẽ làm theo đề yêu cầu A2 A 2.A, A 2.A. Em có thể gọi chữ in hoặc chữ thường ở đây. A2 A 2.A xong, nhấn Enter. em quan sát sau khi gõ a 2 a nhấn enter thì cái cột a lựa chọn tương tự như khi ta chọn cột bằng cách bấm vào tên cột thì gõ a 2 a này trên hộp tên thì cũng sẽ lựa chọn hết các cột đây em có thể nhìn thấy cái cột a đều đang lựa chọn tiếp tục a 2 c Nhấn enter. Cả ba cột A, B, C đều được chọn. 22.2 Cả hàng số 2 đang được chọn. 2, 2. 4 cả ba hàng 2, 3, 4 đang được chọn. B2, 2 chấm D6. Khối B2, D6 đang được chọn. Sau khi quan sát các thao tác trên, có thể rút ra nhận xét. Hợp tên còn có thể được sử dụng để di chuyển trên trang tính hay là chọn đối tượng trên trang tính. Em lưu ý, những nhận xét này không phải là cố định. Những nhận xét này có thể khác hoặc là giống của em. Chỉ cần ý nghĩa của phần nhận xét giống nhau là được. Bài 3, mở bản tính. Bài 4, nhập dữ liệu vào trang tính. Hai bài này em tạo hiện trên máy và em sẽ không ghi vào tập. Buổi học đến đây là kết thúc. Chúc các em học tốt.